là những hình ảnh của một buổi huấn luyện bay cứu hộ cứu nạn của Công ty Trực thăng Miền Nam, Binh đoàn 18. Những bài bay này là để thể hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và chuyên chở bệnh nhân từ các vùng biển đảo và nhà giàn JK1 về đất liền cấp cứu, điều trị kịp thời. Những người lính bay đã phải thực hiện liên tục nhiều kỹ thuật khó trong nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Còn đây là buổi huấn luyện cứu hộ cứu nạn trên biển trong điều kiện thực tế. Có thể xem đây là một trong những khoa mục huấn luyện phức tạp ứng dụng trong cấp cứu trên biển và các vùng cô lập bởi lũ lụt, sạt lở. Mục tiêu huấn luyện này đòi hỏi phi công, thành viên tổ bay phải có bản lĩnh tâm lý vững vàng, nhiều kinh nghiệm, thuần thục kỹ năng và tập trung cao nhất cho nhiệm vụ. Đối với nhiệm vụ bay cấp cứu biển đảo, tôi nhớ nhất là chuyến bay ngày 30 tháng 9 năm 2022. Sau khi nhận lệnh của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, chúng tôi đã điều 2 trực thăng cấp cứu 2 mất thuyền viên bị ngộ độc thức ăn trên tàu Huzu 08 của Trung Quốc. Vượt qua rất nhiều khó khăn về điều kiện thời tiết, về điều kiện bãi đỗ, chúng tôi đã thực hiện chuyến bay cấp cứu thành công và đưa được 9 ngư thuyền viên trên tổng số 2 mất thuyền viên về sân bay quốc đảo cấp cứu an toàn. Là lực lượng trực thăng chuyên nghiệp của quân đội, Công ty Trực thăng Miền Nam luôn xác định nhiệm vụ quân sự quốc phòng là nhiệm vụ hàng đầu. Công ty đã thực hiện nhiều chuyến bay chuyên cơ an toàn phục vụ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội. Cũng như thực hiện hàng trăm chuyến bay cấp cứu từ các đảo xa về đất liền an toàn. Như tôi đã nói, để thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị được Đảng và Bộ Quốc phòng giao cho, thì Công ty Trực thăng Miền Nam đã huấn luyện và đào tạo các đội ngũ phi công có đủ bản lĩnh chính trị và thực hiện các nhiệm vụ bay biển đảo. Đây là khẳng định cái chủ quyền của mình trong cái thời bình cũng như trong cái thời xảy ra cái tình huống khẩn cấp nhất, để luôn luôn hoàn thành được cái nhiệm vụ, làm sao không để ra cái bị động trước những cái tình huống có thể xảy ra. Chiếc trực thăng Mi-172 này đang được nhân viên kỹ thuật kiểm tra an toàn trước khi cất cánh đi Côn Đảo. Hôm nay, phi công cấp 1 Trần Hồng Nam sẽ là người thực hiện chuyến bay Vũng Tàu - Côn Đảo. Một đường bay mới kết nối đất liền với biển đảo. Khi mà Đảng ủy Ban đốc công ty cũng đã có nghị quyết đưa ra, đó là phải phát triển cái loại hình dịch vụ, trong đó có cái loại hình bay du lịch dịch vụ, và bay Côn Đảo là một trong những cái đường bay mà công ty rất là quyết tâm để thực hiện. Đây là cái đường bay mà cũng là giúp cho về an sinh xã hội nói chung. Tuy nhiên là đây là một cái đường bay kết nối giữa đất liền và biển đảo theo đúng cái chỉ đạo của chính phủ về cái sự kết nối giao thông giữa biển đảo cũng như là để phát triển du lịch của biển đảo cũng như là phát triển cái nền kinh tế nói chung của tỉnh nhà và của cả nước. Mỗi tuần, Công ty Trực thăng Miền Nam thực hiện 2 chuyến bay khứ hồi vào thứ Sáu và Chủ nhật, phục vụ khách du lịch đến với hòn đảo xinh đẹp này. Trực thăng là một trong những lựa chọn tốt nhất cho việc quan sát, ngắm cảnh từ trên cao. Đường bay Vũng Tàu - Côn Đảo được mở ra cũng đã góp phần quan trọng phát triển kinh tế, du lịch và phục vụ an sinh xã hội, cấp cứu y tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Với thế mạnh hiện có của công ty, thì công ty đã và đang xây dựng những chiến lược phát triển về du lịch dịch vụ. Qua đấy xây dựng cái
loại hình bay trải nghiệm bằng trực thăng để tiến tới không những đưa sản phẩm dịch vụ trải nghiệm trực thăng cho các khách hàng trong nước cũng như là khách du lịch quốc tế. Bên cạnh đấy mang lại ý nghĩa hiệu quả cho sản xuất kinh doanh của công ty, qua đó tạo dựng được cái vị thế của công ty, giữ vững được cái vị thế của công ty là nhà cung cấp dịch vụ trực thăng hàng đầu trong nước và trên quốc tế. Mở cửa bầu trời, xây dựng những đường bay mới là nỗ lực rất lớn đến từ tập thể cán bộ, công nhân viên công ty trực thăng miền Nam, vừa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng, vừa đảm bảo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Là một trong những công ty bay biển hàng đầu khu vực Đông Nam Á, với hàng trăm nghìn giờ bay an toàn, mũi nhọn của công ty trực thăng miền Nam là phục vụ cho hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của các công ty trong và ngoài nước. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt đến từ các công ty trực thăng lớn, đến từ châu Á, châu Âu, công ty vẫn giữ vững các hoạt động bay dịch vụ ở các nước Na Uy, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia. Trong thời gian tới thì Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc công ty trực thăng miền Nam đã đang và triển khai để làm sao đảm bảo cho cái nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như nhiệm vụ khác, thì cơ cấu lại đội ngũ máy bay. Thứ hai nữa là phát triển về con người. Phát triển con người là phải đào tạo, huấn luyện, nâng cao về trình độ và sẽ đưa các đồng chí đi đào tạo ở nước ngoài để nâng cao, để phù hợp với cái định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. Những chiếc trực thăng của công ty trực thăng miền Nam mang trên mình mâu cờ Tổ quốc, ngày đêm bay lượn trên vùng trời, vùng biển thiêng liêng của đất nước Việt Nam, là niềm tự hào của những người lính bay, là niềm tin của cán bộ chiến sĩ đang làm việc và là cánh chim báo bình yên cho những ngư dân vươn khơi bám biển.